Nên thích công việc, thành ra là hay tìm tòi và cũng có chút sáng tạo. Thì việc đầu tiên chúng ta nói về cái việc cách bán hàng trước đi ha. Thì ở trong công việc bán hàng online thì có rất là nhiều cách. Cái cách bán hàng đầu tiên của những người online thông thường cũng như trong tất cả các hệ thống khác thì thường là đăng bài lên Facebook và mời người ủng hộ hay là mời người mở hàng. Thì cái việc mà đăng bài á, thì với Huyên á, thì là đăng tin lên Facebook rất là nhiều người xem, rất là nhiều người coi, rất là nhiều người lướt qua và cũng nhiều người dừng lại, nhưng mà để mà người chấm vào bình luận và những người tương tác để mà mua hàng thì lại không cao. Cho nên là cái việc mà những người bạn mà mới vào làm việc ở Oriflame thì chúng ta cứ đăng bài, nhưng mà việc đăng bài là bắt buộc là phải đăng rồi đấy, nhưng mà cái tỷ lệ mua hàng chưa cao. Còn về cái việc mà chúng ta mời ủng hộ á, thì đương nhiên là người thân thì mình mới mời ủng hộ, nhưng mà khi mời rồi á thì họ cũng rất có thành ý, nhưng mà nghe đến ủng hộ thì họ nghĩ là lúc nào mà chẳng ủng hộ được, lúc nào hết thì chị ủng hộ không, đang còn thì chị bữa sau hết chị ủng hộ, hoặc là họ cũng suy nghĩ xem là cân nhắc cho mua cái gì, nhưng mà rồi một thời gian nào đó họ bận rộn, họ lại quên mất đi cái lời mời của mình, và khi bất chợt hết hàng họ sẽ ra tạp hóa mua. Chính vì vậy cái lời mời mà ủng hộ cũng sẽ không có giá trị cao. Thì ta có một cái bí kíp, đó là đánh một là thắng một, mà 99,9% Huyên làm cái phương pháp này thì là thắng. Là vì lý do là cái phương pháp này nếu mà chúng ta mà hiểu kỹ về nó đó, rất là dễ thương, đem xúc cảm lại cho những người mà được mời. Và đặc biệt đó là khi mà người được mời bao giờ cũng có cảm xúc đó, là mình đang được rất là tôn trọng. Đó là một cái lời mời mà mở hàng. Thì mình nghĩ là nếu như mà các bạn cứ đánh giá xem là nếu như mà bạn thân với nhau mà lâu ngày không gặp nhau mà tự nhiên đốt phát mời mua hàng, họ có mua không? Không mua. Rồi những người mà không thân với mình mà mình mời họ có mua không? Không mua. Cho nên chúng ta đi tìm những người mà hết sức yêu thương mình hết sức trân trọng họ, và mình dùng những lời lẽ là phải rất rất là thật tâm thật tình. Vì chỉ có 3 triệu thôi, chúng ta chả việc gì phải đi bán cho người lạ cả. Công việc online ngoài kia thì phải bán 50 triệu, 70 triệu thì mới có được 10, 15 triệu tiền lương. Mà còn phải livestream, còn phải cực khổ, phải nhập hàng. Còn ở đây, bán trước, có người đặt hàng ta mới lấy. Mà có 3 triệu đồng thôi thì ta cứ tìm cái người mà mình yêu thương nhất mình mời. Chính vì vậy ra cho nên là mình chỉ cần chọn này, bạn thân này, bạn học này, cô dì chú bác trong nhà này. Rồi trước tiên là cái việc mà làm ấm mối quan hệ đó, gợi mở tình cảm đó, thì chúng ta phải thật tâm, thật là thật tâm. Khi mà họ ở trên Facebook có tấm hình dễ thương thì mình hãy dùng cái từ ngọt ngào và nó chuẩn vào thì khen dễ thương, chứ đừng có người ta đầu bù tóc rối mà lại bảo người ta đẹp quá thì người ta không tin. Đó là cái việc mà mình phải dùng làm sao cho nó phù hợp. Và mình kiếm tiền ở đây kiếm tiền nhân văn mà, đem sản phẩm tốt cho người thân dùng, đem giá cả tốt cho người thân dùng, sản phẩm chất lượng, và mình bán hàng để có thu nhập. Thì ta cứ mạnh dạn mời tìm người để mời mở hàng. Thì với cái phương pháp này chắc chắn các bạn bán hàng rất là tốt. Và cái lúc mà bán hàng tốt rồi các bạn tăng cái gì các bạn bán được, lúc này cái bài đăng của bạn mới có giá trị nha. Thì cái lời mời mở hàng á thì với Huyên á thì cũng đơn giản thôi. Mình gặp chị cô dì chú bác thì mình cứ hỏi thăm, rồi sau đó mình nói là mình mới kinh doanh thì có thể là nhờ cô dì chú bác gì đó thì mở hàng lấy vía lấy may, hoặc là nếu mà bạn bè thì dùng cái từ bay bổng lên chút, tôi thấy bà dễ tính, nhanh nhẹn, dễ thương, và tôi với bà lại thân nữa, bà mát vía nữa, bà ủng hộ cho tôi mấy sản phẩm lấy may đi, mai mốt á mà công việc này mà thành công á, tôi nói thiệt nha, rủ nguyên một bên mình đi uống cà phê đi tát đó, mình rất là dễ thương không. Thì trong cái việc bán hàng này á thì chúng ta cứ tưởng tượng là nếu mà mình mà người bán hàng mà dễ thương thì bao giờ cũng gặp khách dễ tính, cho nên trong bán hàng chúng ta đừng có khó tính và cũng đừng lựa khách. Và cái người bán hàng có tâm thì hay nghĩ đến cái chuyện là khách hàng sợ giá cao, nhưng mà không phải nha, 9 người là 10 ý,
có thể nhìn chị Huyên bần bần vậy thôi, nhưng mà chị mời chị Huyên á là chị Huyên để chọn sản phẩm giá xịn để Huyên mua, nhưng mà có thể mời một cô bạn kia.